không hỗ trợ. Xin nhắc lại một lần nữa, chúng tôi mời phụ huynh dự lễ cùng nhà trường vui lòng về hàng ghế đại biểu, không đứng hai bên sẵn nữa bây giờ để chúng tôi chuẩn bị dịch lễ và làm lễ cho học sinh. Khu vực sẵn hai bên học sinh sẽ đứng trong đó, đề nghị phụ huynh vui lòng ra về, hoặc nếu ở lại dự lễ vui lòng về hàng ghế đại biểu. Xin mời phụ huynh vào ở bên khu vực hành lang. Hả? Không. Ai chú cầm điện thoại này nè. Điện thoại bỏ túi nè. Điện thoại chú á. Nè. Phải chú quay đó. Chú chụp đó. Thank you.
khu vực ghế đại biểu còn trống, xin mời phụ huynh còn ở trong sân trường vui lòng về hàng ghế đại biểu. Cô Dung, mời anh Nghị bảo vệ cho nhé. Mời anh Nghị bảo vệ cho.